Thưa quý vị, một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua, đó là việc thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng với người đứng đầu là các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ chuyên trách. Đây là cầu nối gần nhất của chính quyền địa phương với người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, giúp kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh chóng, góp phần đưa thành phố chuyển sang trạng thái mới như hiện nay. Mô hình tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn quận Hải Châu là một điển hình. Kể từ khi dịch bùng phát, mỗi tổ dân phố, khu dân cư được xem là chốt chặn cơ sở quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Từ đó, các tổ COVID cộng đồng được thành lập căn cứ vào diễn biến dịch bệnh và mức độ lây nhiễm tại địa phương. Mỗi tổ như vậy sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư mình quản lý, bất kể ngày đêm. Bên cạnh đó, những người đứng đầu tổ COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm thu thập, ghi chép lại các số điện thoại của từng hộ dân để phòng khi có việc gấp thì dễ bề liên lạc, cũng như theo dõi, nắm rõ tình hình sức khỏe của mỗi hộ dân trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng này. Thì hàng ngày là chúng tôi đi đo thân nhiệt và có hỏi thăm về vấn đề là sức khỏe, các cái triệu chứng để cho bà con là có một cái là phòng tránh. Thì như vậy là chúng tôi làm như vậy đều đặn. Như vậy là sau khi mà giãn cách xã hội thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm thế. Như tại tổ 58 phường Thuận Phước, khu vực thực hiện cách ly cuối cùng trên địa bàn quận Hải Châu trước khi chuyển trạng thái mới. Công việc thường ngày của các tổ viên nơi đây là theo dõi, ghi chép sát sao thông tin và biểu hiện của từng hộ dân, đo thân nhiệt và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Dù ở đây có tới 36 hộ với hơn 163 nhân khẩu, thế nhưng với nỗ lực quyết tâm chống dịch, những thiên thần màu xanh vẫn cần mẫn gõ từng nhà, ra từng người. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả người dân đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Không chỉ vậy, kể từ khi bị cách ly, người dân nơi đây luôn được tổ COVID-19 chu cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, được quan tâm, động viên kịp thời. Nhờ vậy đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái tổ cộng đồng của phường và họ xuống là thường xuyên để lấy cái thân nhiệt của nhân dân ở đây và cũng tham gia với cái tổ cấp trên để mà lấy cái dịch hầu họng để mà xét nghiệm COVID, tạo nên sự yên tâm cho nhân dân chúng tôi. Hiện toàn địa bàn quận Hải Châu có 576 tổ COVID-19 cộng đồng rải đều tại 13 phường với hơn 2.500 thành viên tham gia. Các thành viên trong tổ đều bám sát các công việc được phân công. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát quy định cách ly của các tổ đều đạt hiệu quả. Đối với các thành viên trong tổ, niềm vui khi được chung tay góp sức cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19 mang lại sự yên tâm cho người dân, sự an toàn cho cộng đồng chính là phần thưởng lớn lao nhất. Cái ngày đầu tiên là khi là được dỡ cái phong tỏa, phải nói là cái ngày đấy là người dân người ta mừng rỡ, và có một vài người thì cái ngày đấy họ ra cái chỗ mà được dỡ cái hàng rào và cũng có được phỏng vấn đấy, là họ mừng vô cùng và họ mừng nhất là toàn bộ trong khu dân cư không có ai bị dương tính. Đấy là cái mà cái khoảnh khắc mà họ cảm thấy tuy là họ ở trong này cũng đầy đủ thôi, cũng không thiếu gì, nhưng mà người ta cảm giác là rất là an toàn và vui, và tình người trong cái giai đoạn đấy người ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Thời gian qua thì các cái tổ COVID tại cộng đồng trên địa bàn quận Hải Châu thì cũng tổ chức hoạt động khá là hiệu quả, có nhiều cái cách làm sáng tạo cũng như là có cái hình thức cái thực hiện cái chế độ báo cáo cái tình hình của mỗi cái tổ COVID đến với lãnh đạo địa phương là với quận, nó kịp thời, nhanh chóng, nó phục vụ cho cái việc tổ chức thực hiện những cái giải pháp mà khắc phục những cái vấn đề trong phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận. Và dự kiến là 1-2 tháng nữa thì tổ này cũng sẽ hoạt động. Quận sắp tới cũng sẽ tiến hành sơ kết cái đợt 1 để mà rút ra những cách làm hay, những cách làm sáng tạo của cái tổ COVID. Và thứ hai nữa là chuẩn hóa hoạt động của tổ COVID cả về giải pháp, chức năng, nhiệm vụ cũng như là cái cơ cấu thành phần số lượng của tổ để làm sao mà phát huy cao nhất cái hiệu quả hoạt động của tổ COVID trong cộng đồng.